Sáng ngày 28 tháng 1, tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ hỏa hoạn tại công ty gỗ Kim Thịnh, khiến hai xưởng gỗ của công ty này bị thiêu rụi hoàn toàn. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên khi công nhân đang làm việc tại công ty thì phát hiện khói bốc ra từ kho. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hơn chục xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa bùng phát, nhưng do công ty nằm trong hẻm nhỏ, đội chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn. Đến trưa cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông trong công ty. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.